Chị có kinh nghiệm hôn hả? Dạ có kinh nghiệm hôn chị. Có kinh nghiệm hôn? Dạ. Có nghĩa là cái môi công là có kinh nghiệm hôn hả? Dạ dạ. Môi công là có kinh nghiệm hôn. Bên sao... đó có kinh nghiệm hôn không? Sao tôi sốc với nhân vật bên kia quá ta? Anh lên có kinh nghiệm hôn không? Có không? Cho em hỏi là bạn nghĩ mình quen năm bạn gái thì có kinh nghiệm hôn hay không? Vậy bạn nghĩ mình quen 7 người rồi có kinh nghiệm hôn hay không? Trời ơi, tôi không thể nào mà ngồi yên một chỗ được nữa. Tôi phải đứng lên thôi. Mời chàng trai. Sao mà ồ to quá vậy? Xin chào giám đốc. Xin chào anh Nguyên Linh. Lịch lãm, bạn lúc nào cũng mặc đồ vest thế này à? Tại công việc của em là một nhân viên tư vấn về tài chính. Nên đây là trang phục hàng ngày đi làm của em. Bạn tên là gì? Em tự giới thiệu, em tên là Ngô Đức Đại. Đại, tên dữ nha. Bạn bao nhiêu tuổi? Năm nay em 22 tuổi. 22 tuổi mà làm nghề tư vấn tài chính cũng khá giỏi đấy các Tường ơi. Nghe sơ lược, nghe anh diễn tả và nghe bạn ấy tự giới thiệu thì em hình dung bước đầu là phong cách và ngoại hình rất là chuẩn đúng không anh? Đúng rồi. Rất là chuẩn phải không? Rồi bây giờ bình tĩnh chờ em một chút xíu nha. Em coi bạn gái em hôm nay có chuẩn không nha. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Em tên là Phương Uyên. Phương Uyên, dạ. Em bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 21 tuổi, hiện tại em đang là sinh viên năm 4 của trường đại học sư phạm ngành tiếng Pháp. Vậy là nói tiếng Pháp giỏi lắm phải không? Dạ. Nói thử một câu tiếng Pháp chào mọi người đi. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Em có thể giới thiệu đôi điều với tất cả mọi người về bản thân em, về cuộc sống, quan điểm, sở thích hay là công việc hiện tại của em chẳng hạn? Dạ nhìn em dịu dàng vậy chứ em không có dịu dàng đâu chị. Tại vì bạn bè em và mấy anh chị trong chương trình khuyên là em nên mặc đồ dịu dàng xíu để dễ kiếm người yêu. Thật ra trong người em không có dịu dàng, em rất là bạo động đúng không? Nghe chưa? Em rung quá. Bên ngoài là dịu dàng là tại vì người ta chỉ mặc dịu dàng để dễ kiếm người yêu thôi, chứ còn bên trong là rất nổi loạn. Em có thích người bạn của em có tính nổi loạn không? Em rất thích những người bạn của em có tính năng động và nổi loạn. Với cái tính cách em rất là chững chạc thế này em lại thích nổi loạn à? Đây chỉ là chững chạc bên bề ngoài về hình thức của em thôi, thì tự em rất năng động và nổi loạn. Vậy là em sống hơi giả dối. Không phải là giả dối mà đó là công việc áp đặt em phải làm như vậy. Còn ngoài công việc ra cũng thua kém bằng nữ. Sở thích của em là gì? Sở thích của em là cuối tuần có thể là đi câu cá, thả diều cùng bạn bè. Thích trồng hoa và nuôi cá. Đặc biệt có sở thích là nuôi chó và bắt lông chó. Thích nuôi chó bắt lông chó là sao kỳ lạ vậy? Ngồi chải lông cho chó. Ủa mà anh Linh ơi, em thấy rất là hiện đại mà sao bây giờ nghe sở thích giống ông già vậy? Trời. Cái gì mà trồng hoa rồi cái... câu cá gì tùm lum hết trơn vậy? Già có 70 tuổi mà có tật mà bứt lông chó đó. Đủ mai mốt em về em chải đầu cho vợ em làm sao? Em có sở thích là vuốt tóc phụ nữ tóc dài. Bên đây không có lông dài để vuốt đâu nha. Bên đây là vừa thôi. Em trời ơi. Trang phục của em thì rất là dịu dàng nhưng em rất là năng động. Và ngoài cái điều đó ra thì cái sở thích của em là cái gì? Dạ em thích ca hát, nhảy và đặc biệt em rất thích diễn kịch. Hiện tại em đang tham gia một nhóm kịch nhỏ chuyên đi diễn ở các quán cà phê chị. Thường thì khi em đóng kịch thì em phù hợp những cái vai nào? Em thích diễn những cái vai đanh đá xéo sắc đó chị. Chị thấy em trả lời thì thấy em đã xéo sắc với chị rồi. Em nói mà em liếc khuấy chị dữ vậy trời, chị sợ quá à. Em nghĩ là bên kia chắc không có theo đuổi bên đây nổi đâu á. Chứ bên đây là dữ dằn lắm đó nha anh Linh. Bạn có thích bạn gái của bạn là nghệ sĩ không? Em có thích người của em là người nghệ sĩ. Đặc biệt là có thể là trình diễn như là ca hát, hoặc là nếu bạn diễn kịch thì em đó, em và Dinh em có anh chị em thì cuối tuần thường đi coi kịch và đặc biệt là kịch ma. Bạn với chị có đóng vai ma được không? Dạ được. Dạ được luôn. Sao hợp lý dữ vậy ta? Anh hỏi em là em sợ điều gì nhất trong tình yêu? Em sợ điều là yếu đuối trong tình yêu. Có thể là như là bị người yêu đá. Bị người yêu đá? Em có từng bao giờ bị người yêu đá chưa? Chưa bao giờ, em toàn đá người ta. Trời ơi! Em đá người ta không?
nghe dữ lắm nha. Tự tin quá em. Bên... để bên đây em có em hồi đó giờ em đá người ta hay người ta đá em? Đá người ta không chị. Rồi hai bên cũng đá luôn, hai bên đá qua đá lại coi ai chết trước cái tiền. Ủa sao em ác với em, anh hỏi thật nè. Em quen người ta em cứ đá người ta hoài vậy. Em đá mấy người rồi? Hiện tại là 5 người. Đá 5 người rồi. Lý do tại sao em đá có biết không? Thứ nhất là không hợp. Thứ hai là có thể là không tiến tới sâu nữa. Thứ ba là em không thích nữa là em đá. Trời đất ơi, không thích là đá hả? Trời đất ơi, cái gì mà không có đạo đức hạnh kiểm gì vậy trời. Cái gì không thích là đá là sao? Hơi căng rồi nha. Bây giờ bên đây nè, tôi hỏi nè, em đá mấy người rồi? Dạ, 7. 7 người? Tại sao em đá? Dạ, tại em thấy không hợp nhau. Quen nhau chỉ tốn thời gian thôi, bây giờ thôi kết thúc sớm bớt đau khổ. Kết thúc sớm bớt đau khổ. Quan điểm người đàn ông em thích là như thế nào? Dạ, em thích một người cao ráo đẹp trai. Cao không? Bên kia có cao không hay là có ráo thôi? Cao. Rồi. Nói chung là lịch lãm. Tiếp. Yêu thú vật. Yêu chó được không? Dạ được. Rồi, yêu thú vật, bên đây yêu chó là bên đây chịu. Đúng rồi đó. Rồi. Rồi gì nữa? Đặc biệt là môi cong xíu, em thích trai môi cong. Môi cong là môi sao em? Em không có diễn tả sao nữa chị. Môi cong, nó môi có cong không? Môi bên đây không có cong mà môi dảnh. Dảnh lên hay dảnh xuống? Dảnh xuống. Cái đó ta kêu là xệ ông ơi. Dảnh thì phải dảnh lên chứ, dảnh mà dảnh xuống là dảnh sao? Ủa mà tại sao lại thích môi cong là sao em? Tại em thấy nó quyến rũ sao chị? Môi cong quyến rũ? Chị chưa thấy môi cong quyến rũ ở chỗ nào hết trơn nha. Môi này hơi cũng dảnh nhưng mà hơi sức. Nó chơi chứ giống là Angelina Jolie lắm nha em nha. Đừng có đùa nha. Với lại có kinh nghiệm hơn. Hả? Dạ có kinh nghiệm hơn chị. Có kinh nghiệm hơn? Dạ. Có nghĩa là cái môi cong là có kinh nghiệm hơn hả? Dạ dạ. Môi cong là có kinh nghiệm hơn. Bên sao... đó có kinh nghiệm hơn không? Sao tôi sốc với nhân vật bên kia quá ta? Anh lên có kinh nghiệm hôn không? Có không? Cho em hỏi là bạn nghĩ mình quen năm bạn gái thì có kinh nghiệm hôn hay không? Vậy bạn nghĩ mình quen 7 người rồi có kinh nghiệm hôn hay không? Trời ơi, tôi không thể nào mà ngồi yên một chỗ được nữa, tôi phải đứng lên thôi. Trời ơi là trời, quá sốc luôn, sốc như con ốc. Bây giờ sao đây? Bây giờ để tôi coi cái môi này dảnh lên hay dảnh xuống nha. Đâu? Dảnh như thế nào? Ủa? Đâu có dảnh gì đâu. Cái này môi dưới hơi dày. Y như cái miếng dưa mắm vậy đó. Cái này hôn chắc đụng răng quá. Môi trên không thấy là thấy môi dưới không à. Em quay mặt rồi chị nhìn cái coi. Đúng là giống Hàn Quốc thiệt. Ồ, tối qua mất ngủ hả em? Dạ, tối qua em đi chơi về khuya khoảng... Tại thấy cái bụng trên lỗ mũi bự quá. Dạ, đó là bụng từ nhỏ vậy. Vậy hả? Mộng dạ. Bụng bẩm sinh. Dạ, người ta nói là em có cái bụng ở giữa khuôn mặt là một người có cái tướng tài, sau này cũng thành đạt trong lĩnh vực kinh doanh. Rất là tự tin. Rất là tự tin, chị rất là ấn tượng về em. Mà chị rất là không có cơ hội nào để hung thử em có kinh nghiệm cỡ nào không. Được em, chị thấy được đó. Ơi. Hay da, mà em lo quá, không biết cái cặp này bây giờ ở với nhau rồi nó sẽ đi về đâu nữa trời. Anh ơi, thiệt đó. Không chành nhà cửa hết quá. Không biết á là em muốn quá. Gặp cô kia không, chứ thật sự anh cũng rất muốn gặp cho cô anh, kia. Cho anh. Bởi vì anh rất ấn tượng khi mà nghe bên kia phát biểu. Để xem nha. Nè. Hồi đó giờ á, anh cũng gặp nhiều cặp tình nhân lắm rồi, cũng nghe trải nghiệm tình yêu nhiều lắm rồi. Nhưng đây lần đầu tiên là gặp cái trải nghiệm tình yêu nó sốc như cái nóc. Để xem. Ủa sao người khác với tiếng nói ta? Em lên tiếng chào. Gương mặt khác với phát biểu. Dễ thương. Nhìn đâu có sốc. Mà nói hơi sốc. Giữa cái lời nói và cái con người hình như khác nhau. Quan trọng là ánh mắt, chứ là cảm nhận như thế nào. Nhưng mà anh Linh ơi, hả? Em nghĩ đối với cặp đôi này mình không cần phải nói nhiều, mà để họ tự coi như là
sốc với nhau đi anh. Em thấy là coi như cả hai đang sẵn sàng nghênh chiến với nhau dữ lắm đó anh. Mình cứ để cho họ mặt đối mặt đi anh. Mình coi bên nào đá bên nào dữ hơn anh. Để coi ai đá ai. Nào, chuẩn bị. Anh nghĩ rằng đây là hai tính cách phải nói rất là đặc biệt, cá tính rất là mạnh. Nào, mời màn kéo lên. Chúng ta sẽ có 2 phút. Cuộc thi đá bắt đầu. Quan điểm của mình tình yêu là ba vị trí mình sắp đặt lên hàng đầu: gia đình, bạn bè, sau đó mới người yêu. Quan điểm của mình là bạn bè là trước, sau đó thì mình nếu bạn bè phát triển hơn thì mình tiến sâu hơn người yêu hơn. Còn nếu người yêu lúc đầu mà không được hiệu quả gì cũng như bạn, là có thể là bạn là người thứ 6 mình có thể mình đá bạn là người thứ 6, có thể là mình là người thứ 8 của bạn. Em nổi da gà hết trơn anh Linh, em nổi như Vĩnh Long. Quê bạn ở đâu? Quê ở Tiền Giang. Nhà bạn có bao nhiêu anh chị em? 2 người. Bạn là con thứ mấy? Con cả. Bạn có thích nấu ăn không? Không. Bạn có, nếu mà sau này mà bạn có bạn trai về, có người yêu, có chồng về, bạn có nấu đồ ăn cho chồng ăn không? Sẽ cố gắng, nhưng mà ăn được hay không là do người đó. Rất là thẳng rồi, tới bạn hỏi, bạn hỏi hoài vậy. Ok, cảm ơn. Bạn nghĩ sao về việc mình có nhiều người bạn thân là bạn trai? Bình thường. Bạn nghĩ công việc của bạn có bận rộn không để thấy lo cho mình? Bận rộn hay không là do mình, chứ không phải do công việc. Hết giờ. Cho thêm 30 phút nữa. Cho thêm 1 phút nữa. Hết giờ. Cho thêm phút nữa, cặp này hấp dẫn quá. Anh kỳ quá. Thêm phút. Nhanh. Bắt đầu. Bạn có phải là một người cổ hủ gia trưởng? Bạn nghĩ bạn ngồi với mình thì mình sẽ cổ hủ hay không? Nếu mà làm cho công việc ngành tài chính thì chắc là cũng không cổ hủ lắm. Nhưng mà bà cảm nhận thế nào về bạn này? Bạn này trai cũng được. Cũng được là cũng có thể đá. Thôi thôi, không nói nữa. Thôi nó hết giờ rồi, anh càng mà để nói, thời gian lâu nói rồi. Một hồi thì em xỉu luôn. Rồi, bây giờ các bạn sẽ có 3 khắc đi. Nhấn nút. Bị 3 2 1. Dạ, nếu mà em thấy có cái gì có nguy cơ là em đã trước. Đó, dạ. Thấy chưa, biết mà. Lý do tại sao bạn lại nhấn nút? Em muốn là xem thử là mình bị đá trước hay là bạn bị đá trước. Và em muốn thử là kinh nghiệm 5 lần hôn bạn gái thì lần này lần thứ 6 thì đáp ứng được môi tông của bạn chưa? Bạn gái. Em nói nhỏ nha. Em lát nữa chị xin số điện thoại của em. Dạ. Rồi em hung xong rồi cái cảm giác sao em báo cho chị biết nha. Để chị coi cái môi công nó làm sao. Không, em chưa hung ai môi công hết trơn á. Anh nói ví dụ giờ bố hai bạn dám hung nhau không? Nếu bạn nữ không ngại thì ngại gì nam không thử. Bạn dám ôm hung đại không? Đức đại mà làm đại luôn. Không. Rồi không. Một cái từ không là không, không còn nói năng gì nữa cả. Những cái cặp mà đến đây để hẹn hò thì tôi bao giờ cũng mong muốn các bạn đến với nhau. Nhưng cặp này thì có lẽ là tôi nghĩ ngược lại. Nhưng cuối cùng cái kết quả tôi nghĩ không mong muốn là các bạn lại muốn càng hẹn hò với nhau. Cặp này chắc chắn sóc gặp sóc sẽ tóc nóc. Và bây giờ thay mặt chương trình, bạn muốn hẹn hò sẽ tặng hai bạn vé đi xem phim. Và hy vọng rằng là khi hai bạn ngồi xem phim thì có gặp phim của Phạm Nguyên. Mời hai bạn cùng nhau đi xem phim. Nhớ có gì điện thoại liên lạc thông tin cho chị biết nha em. Coi là ai đá ai rồi sao gì đó cho chị hay nha. Rồi, cảm ơn hai em rất là nhiều. Mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Chào bạn. Bạn tên gì? Em chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh. Em tên là Huê. Năm nay em 26 tuổi. Huê hiện nay đang làm gì? Dạ, em ở nhà làm nội trợ chị. Huê dạ. Hả? Là Huê. H-U hả? Huê, đúng rồi, Huê Huệ. Đọc cũng mỏi miệng. Nghe cái giọng ghét rồi. Rồi chúng ta sẽ gặp chàng trai bên đây. Xin mời.
Chàng trai đâu? Xuất hiện. Mời bạn ngồi. Tôi đang báo là cô gái bên kia đã xuất hiện và cô ấy tên là Huy. Dạ, dạ em nghe rõ rồi. Nghe rõ rồi. Dạ. Bạn tên là gì? Dạ em tên Lưu Quốc Huy. Huy. Dạ. Huy, Huy. Bạn làm nghề gì? Em làm bên nghề dép anh. Nghề dép. Dạ. Nghề gì? Nghề dép sandal này nè. Làm dép hả? Dạ. À giày dép á hả? Dép này bạn làm á hả? Dạ đúng hay rồi. Thấy gì ta? Mang nó cũng bền lắm. Bây giờ quên hỏi quê em ở đâu? Em ở Tiền Giang. Ủa Tiền Giang hả? Cái bè. Cái bè. Bè. Thôi anh đừng có cà lắm. Em liệu thôi bây giờ. Ở cái bè sao không có vợ, sao mới lên đây Sài Gòn kiếm vợ? Tại vì nó đúng ra là vì hoàn cảnh anh. Hoàn cảnh sao em? Khoảng cỡ 10 tuổi là em lên trên này sống rồi. Bây giờ chỉ còn mình em lẻ loi con mình sống với mẹ. Mẹ em đâu? Mẹ em kìa, dưới cháu em, cháu gái. À trời, dạ. Hôm nay có mẹ đi luôn hả? Dạ. Xin chào bác à. Dạ, bác, con của bác hình như kém quá sao chứ. Chú này đẹp trai mà sao không có vợ? Dạ cũng không phải kén đâu chú, mà tại vì má nó lo làm ăn tối ngày à. Này nó không có thời gian rảnh, thành ra nó cũng không dám làm quen ai á. Bác thì con, nếu mà con dâu bác ở nhà phụ bác làm lụng nội trợ, bác có đồng ý không? Hay là phải ra ngoài để phụ con trai bác mua bán? Dạ sao cũng được, miễn con tôi nó thích thì tôi chịu à. Vậy hả bác? Nhưng mà... Cái này được nè. Bình thường thì Huê nói là Huê ở nhà làm nội trợ. Dạ. Mà sao không có ý định là có kiếm công việc gì làm hay sao ở nhà làm nội trợ? Dạ, tại nhà em toàn là nữ không à chị. Ừ. Rồi em ở nhà phụ mẹ làm việc nhà, rồi làm rẫy đồ để nuôi cho mấy đứa em đi học. Bạn có khi nào cảm thấy buồn tại vì mà mình thì phải ở nhà để mà lo việc bếp núc không? Dạ, cũng có lúc thấy hơi buồn. Dạ, thấy tủi thân, tại mình cũng không có ăn học nhiều. Nhưng mà giờ hoàn cảnh nó vậy rồi, nhà không có ai lo thì mấy đứa em không có đi học được. Hiện nay thì em chỉ còn có mình mẹ thôi. À, cái này căng rồi nha, bên đây cũng ở với mẹ, lo cho mẹ. Bên kia cũng ở với mẹ, lo cho mẹ. Rồi bây giờ nếu bây giờ hai người có thể quen nhau, tìm hiểu nhau rồi đến gì đó, ai sẽ là người hy sinh để xa mẹ mình? Thôi bây giờ em tóm tắt gọn lại, không mấy gom lại ở chung một gia đình. Cái này hay nè. Ủa, bạn Huê, bạn thí dụ vậy, bạn có đồng ý không? Đồng ý đại đi em ơi. Bên dạ. Em ăn muốn vợ lắm rồi đó. Sao, ý Huê thấy sao? Em nghĩ là con gái lấy chồng thì theo chồng chứ. Chị là chị thích em rồi đó, không biết bên kia sao chứ. Bắn dép đi, tôi thấy giờ bắn dép được rồi. Bắn dép được không? Bắn dép được. Thấy là gọn, bây giờ là hỏi em. Cái tiêu chí tìm vợ của em á, em thích người phụ nữ như thế nào? À, hiền, dễ thương. Dưới bằng phải biết lo làm ăn anh. Và làm ăn là chủ yếu. Chủ yếu phải làm ăn phải không? Để làm giàu đúng không? Còn bên kia sao? Rồi bên đây mẫu người lý tưởng của em mong muốn cái người đàn ông của mình sẽ là người như thế nào? Dạ em thích người cao hơn em cái đầu. Rồi cao khoảng 1m7 đi. Rồi còn gì nữa em? Dạ ảnh đi làm, ảnh đi làm về ảnh phải giao tiền cho em giữ. Hú hồn không? Hỏi luôn, em đi làm vậy có muốn giao tiền cho vợ không hay là em giữ? Thường thường em làm là em giữ hoặc là mẹ em giữ thôi. Chứ em cũng chưa tính là để cho tiền cho vợ giữ nữa. Bây giờ thí dụ như cô bắt buộc là em phải giao tiền cho cổ. Chịu thôi, giờ sao? Nếu vậy thì để em tính lại. Không, không phải. Em quyết định luôn, chứ tính lại và quyết định ngay bây giờ. Được hay không, nói liền liền giờ luôn nè. Thôi kệ đi, cho giữ luôn đi, cho thí luôn. Này là muốn vợ dữ lắm rồi đây nè. Nhưng mà không, để hỏi là tại sao bạn Huê lại lấy chồng lại muốn là giữ tiền, không cho chồng giữ tiền là sao? Dạ mẹ em nói á, đàn ông mà giữ tiền á dễ lăng nhăng lắm anh. Trời ơi. Không nó đúng ra là nó cũng tùy người nghe em, chứ không phải là quơ đũa cả đám nghe. À. Rồi. Dữ là căng à. Căng thiệt. Đúng, bạn nói đúng, tùy người thôi. Dạ. Tôi cũng giữ tiền có sao đâu, đâu phải có lăng nhăng gì đâu. Dạ, đúng rồi. Thà bắt lầm còn hơn bỏ sót, đúng không em? Dạ. Mình phải vậy mới được. Thôi thế này đi, bây giờ nãy giờ anh thấy là vừa nói qua nói lại cũng hiểu nhau chút xíu rồi đó. Dạ. Nhưng mà vấn đề em cảm nhận thế nào về cô gái bên kia? Người ta nói là dạy con từ thở còn thơ.
Dạ vợ thì thở ban sơ mới về, từ từ em tính sao. Rồi chết em rồi. Cái này là chăm sự nhà anh nghe. Dạ. Chút xíu cho anh nhìn mặt trước cái đã. Dạ em chào anh. Chào em. Dễ dạ. Thương nha, nhưng con điều dành giữ tiền cũng hơi khó à. Gì đâu mà anh, nhưng mà mình nói trước hay hơn anh, để anh mốt cưới về anh. Rồi cái ảnh lật ngược lợ chết em, đâu cưới lợ lần nữa được anh. Anh cài hàng người ta hoài, người ta đã dứt rõ cái quan điểm mà cứ cài hoài khổ ghê. Bên đây nói chung là dễ thương nhưng mà hơi căng. À sao em muốn bạn trai em là cao 1m7 hả? Dạ. Còn muốn gì về ngoại hình hả? Không mập ốm mà. Em còn thích ảnh đầu hói. Đầu hói? Dạ. Không đừng, hói. Đừng có nói tục chứ thầy. Mới hói à. Chào chị. Mém hói. Mém hói. Mém hói đó. Thôi hói. Không ngờ chị dễ thương quá. Dễ thương quá, chị cảm ơn nha. Dạ chị cũng khó nói lắm em ơi. Cái điều kiện em đưa ra đó, nếu mà nói đúng cũng không đúng, mà không đúng nó cũng đúng luôn, nó là mấp mé vậy. Nếu mà em cảm thấy em ghét nè, em thấy nó hói, mà em thấy thương người ta không có hói. Bây giờ trước khi gặp nhau thôi vậy, chị nhìn cái... được là em nhìn được à? Được. Được lắm, bên đây ngon, được bên đây đẹp trai hơn Quyền Linh nhiều. Và bây giờ thời khắc quan trọng đã đến, mình hãy cho hai bạn gặp nhau để hai bạn tự quyết định. Rồi, màn đau kéo lên. Chúng ta sẽ có 2 phút. 2 phút nhìn nhau, trò chuyện với nhau, nhìn thẳng vô mắt nhau và quyết định. 2 phút bắt đầu. Tặng em trước đi. Dạ cảm ơn anh. Vui quay qua chưa thấy mặt là nhà vô thẳng rồi. Anh hỏi em trước nha. Dạ. Theo em thì trong tình yêu quan trọng nhất là gì? Theo như em thì nên giữ vững lập trường. Nếu mà cưới rồi thì phải chung thủy nha, đừng có lăng nhăng. Cái chuyện đó thì em cứ yên tâm đi, anh không có lăng nhăng, không có mã như vậy đâu. Em cứ yên tâm đi. Em có câu này muốn hỏi anh nè. Nhà em với nhà anh xa vậy, rồi em nếu mà anh với em hẹn hò đi. Ừ. Anh có ngại đường xa không để đến nhà em không? Người ta thường nói quen nhau mấy núi cũng leo mà, mấy sông cũng đổi, mấy đèo cũng qua. Cái câu đó từ xưa tới giờ là vậy rồi. Hỏi nữa đi. Hỏi nữa tha hồ. Em cứ hỏi đi, em trả lời cho. Thôi anh hỏi đi, em biết đâu hỏi. Anh thì chỉ có một câu duy nhất đó thôi là đủ rồi. Ủa sao gặp cô gái đẹp cà lâm nhiều hơn hồi nãy vậy? Em cũng nói rồi, em nhược điểm của em là hay nói lắp. Tất nhiên là gặp người nữ là nó hay nói lắp vậy đó. Còn 10 giây nó nhìn thẳng vô mắt người đó đi, tập trung vô. Thấy sao? Dạ. Thấy sao? Hết giờ, hỏi hoài. Hết giờ rồi. Dạ. Bây giờ mới là quan trọng nè. Nếu hai bạn đồng ý hẹn hò, hai bạn hãy nhấn nút đỏ phía sau thành ghế. Để cái tay nút đỏ. Đây. Suy nghĩ thật kỹ, cảm nhận và quyết định. Một. Có lẽ giờ bác chưa hồi hộp đúng không? Hai. Nút đỏ hay nút gì đây? Và ba. Hết thời gian. Anh cũng hơi bất ngờ chút xíu. Rồi. Em có thể nói lý do tại sao? Tại vì em cảm thấy nó sao sao quá này. Sao là sao? Cái này là em nói rồi, là em lên đây là muốn kiếm vợ luôn. Nhưng mà cái này thì anh em phải suy nghĩ lại, còn đang phân vân mà. Đãi từ từ đi. Để từ từ. Đúng rồi, tình yêu không thể ép được đâu. Còn em, người bạn trai kế bên không có đồng ý hẹn hò với mình thì cảm giác của em như thế nào? Dạ, cũng hơi buồn. Thôi nhưng mà em đừng có buồn. Thôi đãi từ từ đi. Thật sự là hai bạn rất là dễ thương. Biết đâu một ngày nào đó chúng tôi sẽ bắt gặp hai bạn đã hẹn hò với nhau từ lúc nào rồi thì sao? Hên xui. Chúc hai bạn thật nhiều may mắn và nhiều niềm vui. Cuộc sống sẽ tìm ra người bạn đời cho mình. Dạ em cảm ơn anh nhiều. Rồi hai bạn chọn. Thôi yêu cầu cao quá. Em thấy mình có đáp ứng được không? Dạ chắc được. Dạ em chào anh Quyền Linh. Chào. Dạ em chào anh Quyền Linh. Bạn tên là gì? Dạ em tên là Cao Minh Trí.
Cao Minh Trí. Dạ, năm nay em 29 tuổi, hiện tại em là nhân viên tư vấn bán hàng. Xin mời bạn nữ. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Dạ, em chào chị Cát Tường. Chào anh Quyền Linh. Chào mọi người. Dạ, em tên là Tuyết Trinh, năm nay em 25 tuổi. 25 tuổi, Tuyết Trinh hiện đang làm gì? Dạ, hồi xưa em có đi dạy, nhưng mà bây giờ em nghỉ rồi. Dạy gì em? Dạ, dạy. Em dạy tiếng Anh. Dạ, giỏi nha. Vậy là giỏi lắm đây. Bây giờ hiện tại thì công việc của em là làm gì? Dạ, em đang phụ mẹ bán cà phê ở nhà. Dạ. Nhưng mà em bán cà phê mà em xinh đẹp như vậy, mà mình lại có trình độ, có kiến thức nữa, mà không có tìm được một người đàn ông cho mình sao? Dạ, tại vì em bán toàn là cho sinh viên nhỏ tuổi hơn, mà em không thích nhỏ tuổi hơn. À, không thích nhỏ tuổi hơn hả? Em muốn người đàn ông của mình lớn hơn mình bao nhiêu tuổi? Dạ, em thích lớn hơn mình 3 tuổi trở lên. Lớn hơn 3 tuổi. Bạn kia 25 tuổi, bạn bao nhiêu rồi? Dạ, em 29 năm. 29? Vậy được rồi, 4 tuổi được đấy không? Rồi, quá đẹp luôn rồi. 4 tuổi là coi như hợp lý rồi đấy. Dạ, đúng vô khoảng. Anh nghĩ rằng cái nghề nghiệp của em á, hàng ngày tiếp xúc rất là nhiều khách hàng, thậm chí là em ăn nói phải rất là có duyên. Anh không tin là em chưa có bạn gái. Em có một cái tính mà nó vừa là ưu điểm mà nó là nhược điểm của em luôn. Là em kỹ tính. Kỹ là sao em? Nào? Là em chọn rất là kỹ. Em có những cái tiêu chuẩn của em. Tiêu chuẩn em như thế nào em nói luôn. Dạ, đầu tiên phải chọn về ngoại hình trước. Dạ, tóc dài. Tóc dài. Dạ, mắt to, mặt tròn. Dạ, da mặt phải đẹp một chút. Dạ, giống em vậy nè. Trời đất ơi, cái gì dữ vậy? Còn cái gì nữa? Dạ, số đo 3 vòng nó cân đối một chút thôi. Cân đối? Dạ, đúng rồi. Mấy? Dạ, em cũng biết, em chỉ cảm thấy cân đối là được thôi. 60 đều đi ha. Dạ, 60 đều quá. Thường nó giống cái đồng hồ cát thì tốt hơn. À, đấy, tiêu chuẩn đây hơi cao nha. Em thấy bạn hơi yêu cầu cao quá. Em thấy mình có đáp ứng được không? Dạ, chắc được. Cao quá mà chắc được, rất là tự tin, không vậy cần là suy nghĩ. Cũng hơi cao rồi nha. Vậy em có những cái tiêu chuẩn gì về bạn trai của mình không? Mình phải đáp trả lại bên kia chứ. Dạ, tiêu chuẩn bạn trai của em á là gương mặt á thì phải như là Quý Bình, cao như Bình Minh, còn tính cách thì phải như anh Quyền Linh. Ủa, cái tính cách giống anh Quyền Linh là tính cách sao em? Dạ, tính cách vui, hài hước. Vậy có thể hợp rồi đấy. Anh nghĩ rằng hai bên đưa ra thì thấy nó cũng xem với nhau. Mặc dù có nhiều bên đây đưa ra hơi khó, nhưng bên kia tự tin là ngon. Bây giờ em không thích cái gì, em tối kỵ cái gì ở người đàn ông của mình? Dạ, em không thích là người đó tính toán. Dạ, không thích người đó là hút thuốc. Có hút thuốc không? Dạ không. Có, nhưng bên đây có tính toán. Bên đây tính rất kỹ mình luôn. Kỹ lắm đó mới đưa ra tiêu chuẩn như vậy đó. Tính kỹ luôn. Người ta đã giao lưu từ đầu rồi. Dạ, thật ra tính kỹ thì nó cũng tốt vậy. Tại vì khi mà em đưa ra những cái tiêu chuẩn vậy á, để giống như là mình đi một quãng đường nó dài hơn, chứng tỏ là em có cái sự nghiêm túc. Chính xác. Ở cặp đầu tiên á, ở cặp đầu tiên anh nghĩ rằng có một cái cũng rất là lạ mà rất là quen, đó là gì? Khi lấy nhau rồi thì tiền vợ phải giữ. Còn ở cặp này chúng ta quan niệm thế nào về vấn đề đó? Thì nếu mà hai người lấy nhau thì nó sẽ có những cái nhu cầu, như những cái tiền chung chẳng hạn, chuyện nấu nướng hay là những cái sinh hoạt trong gia đình. Thì cái đó thì em có thể gọi là đưa hết cái phần đó, nhưng mà cũng phải có chút xíu để lại cho em. Ví dụ em cà phê, cà pháo này nọ. Nhưng mà đừng có cà phê nhiều quá, đừng có ngày nào cũng đi. Em bán cà phê mà em không cho người ta đi uống cà phê, vậy là cái quán cà phê của em ai uống? Kỳ lạ, bán cà phê mà không cho người ta uống cà phê. Các bạn mà quý thích đàn ông phải uống cà phê nhiều thì em mới bán được chứ. Dạ, tại vì người ta tới quán cà phê em uống được, nhưng mà em không thích người khác tới quán cà phê khác mà cứ la cà ngoài quán hoài. Em có hay là cà quán cà phê không? Dạ, thật ra cái đó cũng sao anh. Thật ra cà phê của em uống ngày nào cũng mẹ em pha không à. Bây giờ nói em nè, cái tiêu chuẩn về người phụ nữ, những cái điều gì mà em không thích? Dạ, cái điều em không thích nhất á, đừng có xe xua đua đòi quá, chân diện quá. Thôi dạ, được rồi. Lại là còn cái giờ nữa xem là... coi. Còn nữa, khoan, còn cái nữa nè. Đừng có bị cuồng mua sắm quá anh. Em thấy vậy nó lãng phí lắm mà anh không thích người lãng phí. Anh này có vẻ khó chịu lắm đây nè. Rồi, qua coi mặt đi. Bây giờ nôn nóng lắm rồi đó. Dạ, em chào chị. Sao chị nhìn em chăm chú thế? Nhìn cái con người này sao mà đòi hỏi nhiều quá vậy? Có quyền, có quyền. Hơi kỹ chút chị. Em đứng lên chị coi coi có cao được trên 1m68 không?
Dạ, nói chung là từ 1m68 trở lên. Đẹp trai, hẹn như hồi nãy tôi có nghe câu da mặt đẹp giống em nữa. Trời ơi. Dạ, nói em hơi tự tin chút. Em là chị thấy uống Milu ăn luôn cái hộp á. Nhưng mà chị nghĩ là được, chị thấy hai người rất là xứng đôi. Nhưng mà bớt khó chút xíu đi. Dạ. Nha. Nói lời chị đâu, chị khó lắm. Dạ, em cũng cố lắm. Nói chung là cũng có một cái, có cái nội lực không, có cái nội lực để đưa ra cái yêu cầu. Nói chung cũng được, không có đến nỗi sợ tôi qua cái tôi thất vọng mà cũng không có thất vọng. Đẹp trai, kìa quay bển kìa mặt đẹp đó. Hello. Mặt láng đẹp hơn kia nhiều. Chị bởi vậy. Không, em tự tin đúng á. Đúng không? Đáp đứng hết tất cả những yêu cầu. Tất cả mọi thứ. Nhưng mà thấy chị khó. Dạ, hơi khó. Hơi khó. Nhưng em thích người khó, thích người dễ dãi. Dạ em thích vừa vừa thôi, cũng đừng khó quá, đừng dễ quá. Bây giờ anh sẽ mang cái chuyện nói nha. Chắc được. Cái vụ này được. Ngon. Dễ thương. Vấn đề chỗ là mình bớt hai bên nhường nhịn chút sao. Chút xíu bớt khó thôi ha. Dạ suy nghĩ kỹ trước khi quyết định nha. Chúng ta sẽ có 2 phút để gặp gỡ nhau. Xin mời, kéo màn lên. Nhìn thẳng vào mắt nhau, bắt đầu. Chào em. Dạ chào anh. Có món hai bên có quà luôn ta. Dạ. Em cũng có món quà tặng anh. Cảm ơn em. Anh có phải là mẫu người thích chiều chuộng bạn gái không ạ? Thật ra thì anh cũng khá là ga lăng và chiều chuộng. Anh nghĩ vậy. Dạ. Ví dụ bạn gái anh mà thích cái gì thì anh có mua cái đó không? Cái đó còn phải tùy. Tùy cái yêu gì? Cầu nó có hợp lý hay không. Với lại là hồi nãy giờ mình nói chuyện qua một bức màn á. Bây giờ thì hiện tại á, là anh có giống như những gì mà em tưởng tượng không? Thí dụ mà có giống á, thì được bao nhiêu phần trăm? Em cũng không tưởng tượng ra được anh như thế nào. Dạ. Vậy giờ anh như thế này nè. Em thấy anh có ổn không? Chị thấy quá ổn nè. Dạ nhìn thấy cũng được. Cũng được. Anh thấy anh cũng ổn lắm. Anh cũng ổn sao anh bị ế? Vậy cái đó là có nhiều lý do nữa chị. Bình thường thì ngoài cái thời gian mà bán ở quán ra thì lúc rảnh em có làm gì không? Dạ không. Tại vì em cũng ít đi đâu chơi. Vậy mốt ví dụ mà có quen nhau là thấy là cũng có cơ hội mà em đi chơi. Tại vì anh rất là thích đi chơi. Còn thôi uống cà phê ở nhà em cũng được. Cùng lắm mà mốt à. Một ngày uống cà phê 2 lần, sáng uống của mẹ đó. Không uống thiếu nha. Tôi là tôi thích cặp này rồi đó nha. Chúng ta sẽ để tay vào nút đỏ. 3 giây bắt đầu. 1. Tim tôi đập đó chứ phải tim của hai bạn đâu. 2. Chưa tới 3. Sao vậy? Sao hấp tấp vậy? Dạ. Sao hấp tấp chưa đến 3 mà? Tại sợ bấm 3 lỡ nó muộn quá chị. Còn em sao bấm nhanh vậy? Em không biết. Trời, đứng có lắc chưa? Em cũng không biết. Em mà cái này có hơi ẹo á nha. Hồi nãy nó không thích ẹo mà thấy bên đây là có hơi ẹo đó. Thấy con đó nha. Dạ thật ra có chút xíu cũng dễ thương chị. Cáo trợ thì mới đó mà thật lòng. Dạ em gia giảm chút xíu. Chúc mừng hai bạn. Chúng ta có thể nắm tay nhau. Chuẩn bị đi coi phim đi, em cà phê được rồi. Ngon, con ốc không hả? Con ốc là ý nghĩa lắm đó, mình phải ngoéo. Dạ, cái này là hứa gì phải ngoéo không? Đó, phải ngoéo. Chơi thể thao, bạn chơi môn gì bạn gái? Môn yêu thích của em bây giờ là chạy bộ và boxing với lại là... Thôi boxing. Boxing dạ, nha. Với lại là... Đừng có lãng hoàng nha. Không, nhưng mà yêu giống màu cát mà anh. Hả? Yêu giống màu cát. Màu cát đúng không? Mời nhà trai. Đây, xin chào. Xin mời nhà gái. Bây giờ mời nhà trai giới thiệu về mình. Mình chào Quỳnh Linh, chị Hồng Vân và quý vị khán giả. Chào bạn gái bên kia. Mình giới thiệu mình là Nguyễn Hữu Dương, năm nay 43 tuổi, giám đốc công ty nội thất Trương Dương. Công ty thì trước ở Sài Gòn nhưng bây giờ chuyển về Thanh Hóa, nhưng bây giờ vẫn làm thì chứ vẫn Sài Gòn, Thanh Hóa, Hà Nội tên là. Nhưng mà ở chính là ở đâu? Công trụ sở chính ở Thanh Hóa. Rồi bây giờ mình giới thiệu về mình đi. Dạ vâng, em xin chào anh Quyền Linh và con xin chào cô Hồng Vân cùng chào các anh chị khán giả ở trường quay. Em tên là Thủy, hiện đang công tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Em đến từ Quảng Bình và hiện đang sống tại Nhà Bè. Rồi, mình có điểm mạnh, điểm yếu nào nói chuyện cho đàn gái nghe với. Dạ,
Điểm mạnh của em thì biết giao tiếp, sống thật thà. Giám đốc là giao tiếp hết số 1 rồi. Mình biết, có biết nấu ăn này, dọn dẹp nhà này. Chà, may quá, là... em cũng biết nấu ăn. Có điểm yếu gì không? Có điểm yếu thì cũng rất nhiều, nhưng mà sống cả nể, nhiều khi sống với bạn bè rất nhiệt tình. Nếu mà đi nhậu về là say là ngủ hay ngáy. Ai cũng ngáy chứ, nó mời nhà gái. Bây giờ mình sẽ nói về mình chút xíu. Về bản thân thì em thấy em là một người khá năng động. Dạ, và tự tin. Về mặt giao tiếp tốt thì tính tình thì cũng một chút hài hước và cũng một chút nghiêm túc, rất là năng động, nên là dành rất là nhiều thời gian để chơi thể thao, làm những cái thuộc về sở thích của mình, như là đọc sách, đi cà phê với bạn bè, những sở thích của mình như là đi chạy bộ, những cái hoạt động thể thao ở ngoài trời. Nói chung hai người đều năng động hết trơn. Bạn gái cho mình hỏi đi, chơi thể thao bạn chơi môn gì bạn gái? Môn yêu thích của em bây giờ là chạy bộ và boxing với lại là boxing dạ, nha. Với lại là đừng có lãng quạng nha. Không, nhưng mà yêu giống màu cát mà anh. Hả? Yêu giống màu cát. Màu cát đúng không? Dạ, chào chị Hồng Vân. Vâng. Anh yên tâm, chỉ có đừng có làm em nổi nóng thì sẽ không xem anh là bao cát đâu ạ. Thấy mệt rồi. Hồi hộp. Nhìn em như thế này lại giám đốc nữa. Tại sao em lại có mặt ở đây? Cái đây 7 năm em cũng có chia tay với vợ, có hai nhóc. Trước là em ở trong này, nhà ở Vò Vấp. Bây giờ thì khoảng sau đến lúc hai vợ chồng chia tay thì em quay trở ra ngoài kia. Hai con ở với mẹ. Rồi chị... là mình chu cấp thôi, đúng không? Vâng, đúng ạ. 7 năm có một mối tình nào nữa? Có, nói chung là cũng có một mối tình thì được mấy tháng, xong thấy cô thực dụng quá thì chia tay. Thật ra là cô nó cũng không có gì cả, nhưng mà có một cái là không được là đi làm về á, cái lúc xem thực sự xong thì hai người rảnh rỗi với nhau thì cô nó không có cái nói chuyện, muốn nói chuyện thì cô không nói chuyện, nhưng mà lúc 11-12 giờ 1 giờ sáng cô gọi lại nói chuyện. Có những khi mà cô nói chuyện nhiều quá, mà lúc sáng đi làm á, mà lái xe đi mà không dám mở máy lạnh, phải hạ cửa kính xuống để chạy đi, rất nguy hiểm, sợ buồn ngủ. Đúng, đúng rồi, chính xác. Cô nói chuyện lúc 1 giờ đêm 2 giờ đêm. Vâng, chuyện thì bạn đó sống giờ múi giờ bên kia. Ô, chào em gái. Chào anh. Dạ. À, dễ thương. À, em nghe cái đường tình duyên bên đây em cảm nhận thế nào? Em có một câu hỏi dành cho nhà trai được không rồi, ạ? Rồi, hỏi đi. Dạ vâng, anh có nói là bây giờ vợ và con anh đang ở trong thành phố Hồ Chí Minh và anh rất là thương hai cháu. Vậy thì tại sao anh lại quyết định chuyển ra ở ngoài Thanh Hóa, trong khi nó sẽ là gây cái trở ngại rất là lớn cho anh về cái việc là chăm sóc con cái ở trong này với chị ạ? Thật ra lúc đó thì công việc này em, dạ vâng, nó cũng được không được thuận lợi. Ông bà già thì cũng có muốn hướng là quay ra, mình nghĩ thôi được để mà xa một thời gian đi, cái tinh thần nó bớt căng thẳng đi. Lúc đó thì nói chung là khoảng 3-4 năm thì là mất lòng tin ở con gái. Vì vợ chồng với nhau mà lúc quay mặt là sẽ thành người dưng liền, không còn cái gì có tình cảm hết cả. Dạ, à vậy thì nếu giả sử như lựa chọn giữa gia đình bố mẹ và tương lai con cái cùng với sự bình yên của vợ cũ để phát triển con, thì anh ưu tiên lựa chọn cái nào hơn ạ? Vợ với lại bố mẹ thì anh không bao giờ anh đánh đổi là cái chuyện là đưa lên làm bàn cân cả. Vì là vợ là nó là ở góc độ khác, còn bố mẹ là câu độ khác. Bố mẹ mình là không có cái chuyện là mình để xua sánh bất cứ ai một ai hết em ạ. Cái mình thì mình cũng không nên là ấy cả. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Hai bạn sẽ gặp nhau để cùng trao đổi vấn đề đó. Cho anh hỏi bên nhà gái là mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào. Từ góc độ em chia sẻ của em thì bản thân em là một người khá cao, nên em yêu cầu là bạn trai em phải là cao hơn mình. Bao nhiêu mét nhiêu nè? Hiện tại em đang cao khoảng tầm 1m6, đi dài vào nữa thì khoảng tầm 1m7, 1m71, 1m72. Bạn nam là phải 1m7 đúng không? Dạ đúng rồi. Một người biết chia sẻ với em là người khá hướng ngoại. Nếu giả sử như không chia sẻ được mọi thứ trong cuộc sống mà cứ ấm ức để mọi thứ nó bị vỡ ra khi mình không chịu để nói chuyện với nhau để hiểu ra và tìm ra vấn đề thì nó rất là khó. Nhưng mà chia sẻ là ban ngày nha. Cao lắm 10 giờ thôi nha. Dạ. Đó, rồi xong. Rồi, em có mấy mối tình? Chính xác thì là em yêu hai người. Người khoảng 3 năm từ thời sinh viên. Sau đấy yêu một người khoảng hơn 6 năm. Và dùng dành cho đến lúc mà em biết bạn có gia đình thì khoảng tầm 9 năm. Bạn nói với em đấy là bạn ấy muốn em không phải khổ. Vì bạn ấy thì cái lúc mà yêu nhau thì bạn đã biết là điều kiện hoàn cảnh cuộc sống của bạn là không có điều kiện bằng em. Bạn ấy nói là bạn ấy không sợ em khổ vì gia đình bạn nghèo. Chứ em á, cái mẫu hình lý tưởng của em á là như thế nào? Phụ nữ thì trông dễ nhìn một chút, đó là cái điều đầu tiên là để mà mình ấy. Phụ cái thứ nữ hai... nào cũng dễ nhìn, nó quan trọng mình có nhìn ta không. Cái thứ hai nữa là phải biết nói chung là có hiếu với bên nội bên ngoại. Người ta nó phúc đức tại mẫu mà.
nên là vợ là phải có cái đó là cái điều quan trọng nhất, nên em chỉ cần có vậy thôi. Chứ còn lo gia đình được rồi. Bên là trai đi với ai? Dạ đi với anh họ chị. Chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh. Còn anh cảm thấy là bạn gái bên này cũng xinh, gái năng động đấy, nên là hai em xem xét nếu mà được thì theo anh nghĩ là cố gắng có thể là mình có một cái quan hệ rồi dài dài, sau này có thể là đến cái đoạn xa hơn ấy, mình tìm lại một nửa miếng ghép của đời mình. Dạ vâng. Như vậy bây giờ em đi với ai? Dạ vâng, em đi với đồng nghiệp và nhân viên của em ạ. Con xin chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh, chào anh Dương. Thì trong quá trình mà làm việc với chị Thủy á, thì con thấy là ở công ty thì chị Thủy rất là mạnh mẽ, rất là cá tính. Tuy nhiên thì khi về nhà thì chị Thủy rất là đảm đang. Chị Thủy nói là chị Thủy không biết nấu ăn, nhưng mà thật ra là chị Thủy nấu ăn rất là ngon luôn. Sếp có giữ không con? Rất là quan tâm đến nhân viên luôn. Tuy nhiên thì là trong công việc thì cái gì sai là sai, mà cái gì đúng là đúng. Cá tính rất là quyết đoán luôn. Mở rào đi. Mở rào đi. Mở rào. Rồi hai người chúng ta cứ đến giao lưu với nhau đi nào. Vâng em chào anh. Chào em. Vâng em. Này anh tặng em, nhưng mà cái này là 100 bông, nhưng đây chỉ có 99 bông. Dạ đó vâng. Em thấy bông cuối cùng ở đâu? Đông cuối cùng á hả? Đúng rồi. Em đoán được không ạ? Được, em đoán đi. Em nghĩ đấy là anh ấy. Không. Anh nghĩ chắc là em ấy chứ. Một bó hoa rất là đẹp luôn, 99 bông, 99 và một bông đó chính bông là hồng. Em. Thiệt. Thật ra là cả em là gia người tài của người ta cả rồi. Về yêu cảm xúc của mình và yêu những cái sở thích của mình. Cho nên là em không chuẩn bị quà nó thiên về cái cảm xúc của em khá nhiều, chai rượu vang. Em hy vọng là nếu giả sử như mình có duyên với nhau, thì khi mà mình về với nhau ấy, thì nếu giả sử như những lúc mà mình giận nhau thay vì ngồi để lại để cãi nhau, thì mình khui một chai rượu vang ra mình uống. Và mình khi có men rượu thì mình nói sẽ dễ dàng hơn. Anh cảm ơn em. Em thì, hỏi trước đi. Em, anh có nói là anh cảm thấy khá phiền khi một người bạn gái gần đây là thường nói chuyện với anh sau 10, 22 giờ đêm gì đó. Bây giờ em có một cái sở thích đấy là chơi thể thao. Và em dành rất là nhiều thời gian để chơi thể thao. Thậm chí về đôi lúc đi làm về em không sẽ không vào bếp chuẩn bị bếp núc. Và cái việc đấy không phải là việc ưu tiên của em. 9 rưỡi 10 giờ em mới về. Thì điều đấy sẽ ảnh hưởng tới quyết định của anh như thế nào nếu giả sử như mình hẹn hò. Làm cái gì làm, nhưng mà cũng dưới 12 giờ được. Em khoảng tầm 10 giờ được rồi. Một lần, hai lần sẽ được. Nhưng mà nhiều lần thật ra cũng rất mệt, vì là mình có những lúc đi, anh đi rất nhiều, có thể là một ngày chạy mấy trăm cây số. Dạ, không vâng. Được, không có tài xế, là một mình phải đi, là nói chung là rất nguy hiểm. Dạ. Nên là anh phải lo cho nói chung là tính mạng của anh trước đã. Em là người luôn muốn được bạn đời mình chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống. Nếu giả sử những cái việc mà em luôn đòi hỏi cái sự chia sẻ đấy, nhưng mà anh đang mệt, nhưng mà em lại muốn là anh nói ra cái việc anh đang mệt để em chia sẻ với anh, nhưng mà anh thấy phiền. Cái việc đó nó sẽ ảnh hưởng đến như thế nào với anh nếu em là người như vậy? Đúng ra vợ chồng chia sẻ với nhau thì là cũng nên chia sẻ. Anh ghét nhất là những người nào giả dối. Vì dạ. Vợ chồng thật ra bây giờ có những thứ mình nói thẳng với nhau. Dạ, như vâng. Thế là tính của anh không ghen. Bây giờ em nói là em đi gặp bạn trai cũ, ok. Dạ. Hay là em đi gặp mà em dai mưa này khác là nó bình thường. Dạ. Nhưng mà em đi gặp về em nói với anh là đi gặp người khác là không được. Còn em đi gặp về bình thường không sao cả. Anh cũng có bạn, em cũng có bạn. Cái dạ, đó là rất bình thường, không gì cả. Tính anh về cái phần đó thì rất dễ giải. Quan dạ. trọng là tin nhau. Dạ vâng. Đúng không? Em mà đã yêu thương anh rồi thì chắc chắn em sẽ không làm việc gì có lỗi với anh cả. Dạ. Có điều tất nhiên. Đúng không? Còn dạ. em mà đã làm có lỗi với anh thì em có yêu thương anh đâu, nên là mình có giữ không được. Dạ vâng. Vậy nếu giả sử như là về mà em cảm thấy em không thích, em sẽ đi em sẽ nói anh ơi, mình đi ra ăn ngoài đi, em lười nấu ăn quá. Tình huống đấy em sẽ giải quyết như thế nào? Chế độ bình thường thôi, đi ăn thì đi ăn thôi chứ sao đâu. Rất đơn giản mà, tự nhiên bây giờ em thích đi ăn thì anh cũng đi ăn như. Nếu đó, giả sử đoạn em. Dạ vâng, nếu giả sử những cái việc đấy nó chỉ xảy ra một tháng 2-3 lần thì nó không bị, nó rất là bình thường. Nhưng nếu giả sử như nó xảy ra khoảng tầm 5-7 lần hay 9-10 lần thì nói thì chung nó là bây giờ nếu như mình cũng nên là đi làm về mệt rồi. Dạ. Nếu lúc nào mà cảm thấy nấu nướng được, mình ăn thì nấu, không ra ngoài ăn, rất bình thường. À vâng. Vậy thì anh nghĩ như thế nào về một người phụ nữ là nhuộm tóc màu rất là sáng, ăn mặc rất là sexy, móng tay thì luôn xanh đỏ tím vàng? Thật ra anh không có quan trọng gì bề ngoài cả. Nhưng mà miễn là sao là cho nó vừa phải được rồi. Nó đừng có ấy quá. Như thế nào được gọi là vừa phải hả? Tức là bây giờ em ra ngoài đường thì mặc kín đáo này khác, đúng không? Còn tóc bây giờ em nhuộm nhiều màu thì mai mốt anh bao giờ nhuộm lại một màu. Em thương anh thì em nhuộm lại một màu chứ có gì đâu. Nhưng mà cái việc rõ ràng là em nhuộm tóc màu là cái việc mang cho em vui vẻ và hạnh phúc.
Tại sao em thương anh em phải nhuộm màu đen, nhưng mà anh thương em à, anh thương em anh lại không để cho em chơi những cái này ạ? À? Thật ra anh nói với em này, nhuộm tóc nói chung là cái chuyện đó là sở thích của em. Dạ. Chứ không phải là một cái gì để mà nó cũng không to tát gì cả, đúng không? Nhưng bây giờ thì thật ra vợ chồng mà phải dạ. chia sẻ, cái đó là sự chia sẻ đấy em. Bây giờ như sở thích của bây giờ anh mô em như vậy là không được. Đúng không? Thì bây giờ nếu như thực sự mà em mà đúng thật sự là ấy vậy em ở nếu vậy thì thôi thì em sẽ không làm theo những gì cho anh buồn. Dạ vâng. Đúng không? Cái đó là sự chia sẻ mà em. Dạ. Vậy hai thì người mà chia sẻ sẽ tới sáng luôn chứ không phải tới một giờ đâu. Đó, tôi thấy bây giờ hơi căng thật đó. Như em nghĩ sao nếu bây giờ mà bao giờ tiến tới hôn nhân? Em cần 3 tháng hẹn hò và sau 3 tháng sẽ xác nhận là có thể tiếp tục nghiêm túc hay không. Cái thứ hai, sau 3 tháng khi khoảng tầm 5 đến 6 tháng sẽ đi tới hôn nhân. Em muốn là cả hai người sống thật nhất có thể để hiểu được với nhau về đối phương. Nếu mà thí dụ yêu nhau thì là một đứa ở Thanh Hóa, đứa Thành phố Hồ Chí Minh sao đây? Kỳ tới này sang năm thì thật ra lại bây giờ em đang còn làm công trình ở dưới Bà Rịa Vũng Tàu. Em chuyên làm cho chùa. Nên là kỳ tới này công việc ở trong em cũng rất nhiều, em cũng sẽ làm mở chi nhánh ở trong Thành phố Hồ Chí Minh. Vậy. Một khi mà muốn rồi cái cả tuần bay ra bay vào được, ok không sao cả. Giàu quá, nhà bác có điều kiện quá, bác bay ra bay không vào. Phải. Một nói tuần vậy. Mấy ngày thì có mở. Đâu, bây giờ vía đang khuyến mãi chị ạ. Vía đang khuyến mãi. Bây giờ hai bạn tiến tới. Nắm tay nhau. Nắm tay nhau. anh thì hát không hay nhưng em hát đi. Em hát cũng không hay nhưng mà em hy vọng là anh sẽ thích bởi vì là nó là tình cảm của em. Rồi. Dạ vâng. Một ngõ vắng xôn xao nằm trong lòng phố lớn, một tiếng nói yêu thương cho lòng thêm tơ vương, một đám lá thu bay giấc vương đầy ngõ vắng, một chùm hoa trưa nắng xôn xao cả lòng tôi. Vì nắng mai nên mưa, gọi trưa hè loang nước, dù muốn nói với nhau nên nhìn nhau rất lâu. Chiều ngõ vắng xôn xao, có thêm bầy bé gái cùng nhảy dây khoe áo, răng hoa ngập hồn tôi. Em xin hết ạ. Rồi, rồi. Trời. Em hát cũng không hay mà hát một chỉ một đoạn thôi. Rồi anh nắm tay em lấy kia tình khí nè. Yên tâm nha, mình có run em, em đang quá, ở bên anh run, mà. Run quá em đang ở bên anh mà. Run quá không ấy, không hát được. Không còn con sông nước lên chào dâng bãi bồi, anh về thăm em khắp nơi như là biển khơi. Chập chầm mái tranh nhô lên giữa ngọn chiều dâng. Thôi không hát nữa. Hát đó. Không bấm vì bất kỳ điều gì mà chúng ta chỉ bấm bằng trái tim của mình các bạn nhé. Sau 3 tiếng đếm nghe. 1 2 3 Hết thời gian. Hai người bấm cùng lúc luôn á. Nào. Yes. Bấm tay nhau. Được rồi đó. Trời ơi. Tối nay hai bạn có thể uống hết chai rượu vang và có thể trò chuyện với nhau. Bây giờ trao nhau đây. Cái nụ hôn gọi là dặm mặt cái nè. Nào, hãy đến với xin phép nhà gái nha. Nhà gái khoái lắm, ngồi cười hoài rồi. Dạ vâng, em cũng biết nói sao nhưng mà 29 năm rồi em mình chưa có mối tin nào bắt vai hết ạ. Trời, thiệt không? Dạ thiệt. Chị không có tin đó. Chuyện tình trường của em thì cũng đã trải qua hai mối tình rồi ạ. Trời, nhát thì cũng hai mối rồi. Xin mời gia đình nhà gái. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi bằng trai. Bây giờ mình giới thiệu về mình đi nào. Dạ, xin chào chị Hồng Vân. Chào anh Quỳnh Linh, chào bạn trai bên kia và chào tất cả mọi người trong trường quay ạ. Em tên là Hoàng Thị Hương Lan, em năm nay 29 tuổi, em đến từ Quảng Trị. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn ạ. Em đang làm ở một công ty giao nhận vận tải. Mời bạn trai giới thiệu về mình. Em xin chào anh Quỳnh Linh, anh chị Hồng Vân. Ừ. Chào gia đình phía nhà gái cùng khán giả có mặt ở trường quay hôm nay. Em xin được giới thiệu là em tên là Đỗ Anh Tùng ạ. Em quê ở Khánh Hòa, năm nay em 31 tuổi và hiện làm kỹ thuật
nhân viên kỹ thuật của bên công nghệ thông tin ạ. Làm ở đâu Tùng? Dạ em làm ở quận Gò Vấp ạ. Quận Gò Vấp. Tùng có điểm mạnh điểm yếu gì? Dạ điểm mạnh của em là tính tình của em rất là hiền và em thích thể thao, như là cũng biết nấu ăn và cái sinh hoạt của em là em cũng là người rất là kỹ tính. Rượu bia thuốc lá gì có hút không? Dạ thuốc lá thì không có hút và rượu không uống, mà bia thì chỉ uống có vài chai cùng gia đình thôi ạ. Có cái tật xấu gì không? Tật xấu của em nó chính là em rất là nhát xem phim ma. Trời thấy cưng quá vậy, sợ phim ma hả ta? Sợ ma nữa trời ơi. Để coi bên đây người ta có sợ ma hay không nè. Dạ em chưa bao giờ coi phim ma, nó không dám coi ạ. Là không dám coi luôn nè Linh. Trời hai đứa sợ ma hết trời. Bây giờ mình nói luôn về điểm mạnh điểm yếu của mình đi cơ. Về điểm mạnh thì em thấy mình là một người nói chung là giỏi nhiều cái. Giỏi ăn, giỏi ngủ, làm việc thì cũng khá giỏi. Đi chơi thì rất là giỏi. Về tính cách thì em thấy mình là một người khá là cẩn thận, cầu toàn, sống có trách nhiệm, yêu thương mọi người. Em làm gì thì nói chung là em rất là có tâm và rất là làm hết sức, hết mình. Mình có điểm yếu gì không? Điểm yếu thì có lẽ chắc là em hơi nhát, với lại em hơi ngại trước đám đông. Dạ. Hai bạn đều nhát trong tình yêu hết trơn á. Rồi hai bạn đều sợ ma hết trơn á. Sợ ma lắm luôn. Cái này hợp á. Vậy là hai con người không bao giờ dám đi đâu ban đêm. Mà cũng không ai dám bỏ đi một mình hết trơn á. Linh coi như cái kịch ma của tôi lễ luôn á. Bạn gái, cho chúng tôi biết là bạn đường tình duyên thế nào rồi? Dạ, em cũng biết nói sao nhưng mà 29 năm rồi em mình chưa có mối tin nào bắt vai hết ạ. Trời, thiệt không? Dạ thiệt. Chị không có tin đó. Lý do gì mà lì chưa có tình yêu là sao? Em ngại, em nhát lắm chị. Dạ em ví dụ như em có thích ai thì em cũng chẳng nói gì hết á. Xong rồi ví dụ như người kia cũng mình không biết là mình người ta có thích. Có biết mình thích đúng không? Dạ đúng rồi, kê hai bên không nói gì nhau hết, kê cuối cùng không có gì hết trơn luôn. Em ơi, sợ ma đó coi. Em sợ ma thì được, nhưng tình yêu đâu phải là con ma đâu mà sợ nó. Đúng không? Còn bạn trai. Chuyện tình trường của em thì cũng đã trải qua hai mối tình rồi. Trời, nhát thì cũng hai mối rồi. Mối dài nhất là nhiêu? Em chào kia. Em. Dạ. Mối tình của em thì cũng tìm hiểu nhau thì cũng tầm 1-2 năm gì đó. Nhưng mà đến khi mà đề cập đến vấn đề hôn nhân thì không có hợp nên là thôi. Nói cho bà mò biết mình muốn tình yêu thương như thế nào. Cô vợ, có cái điều kiện của em là như thế nào? Em nói chị nghe coi. Dạ thì tưởng tượng trong đầu em là cô vợ em phải như thế nào? Dạ em nghĩ chắc là dễ thương lắm. Hiền và đảm đang. Rất là thương em. Thương em hả? Duyên dáng đúng không? Dạ. Em có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ em mẫu hình lý tưởng của em thì cũng không có đòi hỏi sâu sắc lắm ạ. Chủ yếu là tính cách là tâm lý hiểu chuyện và cũng không có nóng tính lắm. Tại vì tính em rất là hiền. Với lại biết nấu ăn. Em tưởng tượng cái bạn bên đây á, có bao nhiêu phần trăm trong suy nghĩ của em? Dạ chắc cũng được 70%. 70 hả? Dạ. Chứ chị thấy là tới 80, 8 mấy lần á. Để hôm qua tôi coi 8 mấy, 90, 100. Cưng quá trời. Đàn gái, mình không thích đàn ông gì? Em thích đàn ông hơi gia trưởng, rồi vũ phu, rồi nhậu nhẹt bê tha. Đi mà gia trưởng đây, gia phó không à? Điền lắm. Rồi bạn trai không có lý tưởng trong cuộc sống á. Có lý tưởng không? Dạ có ạ. Có. Mẫu hình lý tưởng của em thế nào? Thứ nhất là em, tại vì em cũng không có được cao lắm, cho nên em thích một người cao chắc khoảng tầm 1m7 lên. Để cải thiện nội giống. Cải thiện nội giống. Thì từ từ đúng không? Cũng cao đúng thôi. Ông làm gì mà ông tự nhiên ông chuyển sắc mặt giống đó tôi nghe. Cao cũng 1m mấy không? Dạ em cao 1m65 à. Đó. Được, 1m65 từ từ cũng cao thôi. Đây 1m65 đây. Ừ. Dạ. Rồi bây giờ này. Hỏi người thân đi. Đúng rồi. Người thân đi. Bạn gái đi với ai vậy? Dạ em đi với có dì ruột của em ạ, chị họ, rồi hai bạn thân của em nữa. Chào cả nhà bên nhà gái. Chào em chị Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Dạ. Và chào bên nhà trai và toàn thể trong trường quay. Bé Lan là một đứa cháu là ngoan hiền, có như giỏi giang đảm đang, phải có hiểu về cha về mẹ. Thì dì thấy là cháu trai bên này thì cũng được hiền lên, cháu cố gắng, hai cháu là cố gắng là bấm nút thêm để xây dựng với nhau. Cảm ơn. Trai thì với ai? Dạ hôm nay em đi với lại mẹ chị. Có mẹ đó, để rồi. Mẹ nhận xét. Để hai bên góp ý cho đó, bên gì bên mẹ. Xin chào anh Hoàng Linh với lại cô Hồng Vân.
với bên họ gái, tất cả các người có mặt trong trường quay. Tôi là mẹ của Đỗ Anh Tùng, gốc thì ở Nha Trang, nhưng mà hôm qua giờ là nghe con nó nói là con có cái sự hò hẹn thì con tắt cấp tốc quay vô đây. Cũng mừng lắm, tại vì nó không có biết yêu đương gì đâu hết trơn á. Rồi hôm nay thì nghe nó thôi má, con đi hẹn hò đi, chứ bây giờ con cũng quá lứa rồi. Trong chương trình này thì nó thật ra thì tôi cũng rất là thích, bởi vì nhiều khi đi theo dõi trên TV á, thấy con mình nó ít quá, nó không biết hẹn hò gì cho nó sâu đậm. Bây giờ cũng cảm ơn chương trình và cũng động viên cho nó, thì mai mối cho nó mà trong ước nguyện, thì thấy cái chương trình nó rất là hấp dẫn và rất là vui. Ngày hôm nay là tôi rất là mừng, và cũng xin lần đầu tiên nhất gặp cháu, thì với lại họ gái thì cũng rất là vui. Thì nếu được thì cũng sẵn sàng ủng hộ hết mình, không có một lý do gì từ chối hết, tại vì mới nhìn là cũng thấy mến rồi. Hai đứa cũng nên là mở lòng cho nhau. Để mà đi đến vấn đề như vậy là cũng vừa rồi đó. Rồi, xin cảm ơn chương trình. Rồi. Cảm ơn nhà trai nhà gái ha. Rồi bây giờ mở rào mở ra rồi nha. Mở rào. Okay. Mở rào. Bắt đầu đi Tùng. Hôm nay gặp em thì anh cũng có muốn về lại bông hoa đã tặng em. Dạ, rồi em cảm ơn anh ạ. Em cũng cảm món quà tặng anh ạ. Vâng, cảm ơn. Dạ. Đây là một cuốn sách của một vị bác sĩ mà em rất là yêu thích ạ. Trong cuốn sách này thì kể về những câu chuyện rất là đời thường của anh á. Dù ở ngoài cuộc sống có bao nhiêu bồn bề hoặc là có bao nhiêu mệt mỏi đi chăng nữa, thì có một nơi rất là ấm áp và là bình yên ạ, rất là yêu thương, đó là nhà. Cuốn sách tên là Nhà luôn ạ. Anh cũng thích đọc sách lắm không? Dạ. Hôm nay thì anh cũng có tặng bông cho em, nhưng mà lần đầu tiên gặp em thì anh thấy em còn đẹp hơn bông anh tặng nữa. Em còn đẹp hơn bông anh tặng nữa. Trời ơi, mẹ hết hồn chưa mẹ? Em còn xuất sắc hơn bông anh tặng nữa. Rồi, đi về ghế ngồi nói chuyện tìm hiểu nhau coi nào. Bạn gái là thích đọc sách đúng không? Dạ, em cũng rất là thích đọc sách, mà đọc sách tiểu thuyết lãng mạn ngôn tình vậy á. Mẹ có thể làm thơ, đọc thơ được không? Cái này là thơ thả thỉnh, nhưng mà tại vì em sợ em hơi run cho nên là thôi cho em xin cầm giấy em đọc ạ. Tháng 8 rồi, em đã sẵn sàng chưa? Che chở em suốt chuỗi ngày giông tố, nhà hôn em giữa trốn đông người trên phố, và cuộn cuồng mỗi khi thấy em đau. Tháng 8 về đi rồi cũng thật mau, ở bên em mình cùng nhau níu giữ, yêu thôi mà có gì không dám thử. Tháng 8 rồi mình hẹn hò đi em. Bài thơ thả thính á. Bạn trai có gì đáp lại không nè? Từ lâu thì anh cũng đã từng ước mơ rằng sẽ đến một ngày được kết tóc xe duyên, cấp nên vợ nên chồng. Đó là ước mơ của anh, thì hôm nay cũng xin hát một bài nói về ước mơ đó. Bài hát nó không chỉ là mơ của ca sĩ Phan Đình Tùng đã từng biểu diễn. Nếu không chỉ là mơ xin hãy thôi mong chờ, ngày anh hôn chờ mong như giấc mơ bao hoa hồng, tìm đến như mơ tình quá bất ngờ, tình như ánh mây trôi về đâu ai có hay. Nếu ta thuộc về nhau xin hãy thôi âu sầu, và anh thôi chờ mong như giấc mơ bao hoa hồng, tình đến như mơ tình trong nhung nhớ. Ngày nào em lên tiếng yêu em sẽ xin hơn nhiều thứ tha yêu kiều. Thôi xong qua đi được rồi đó. Bây giờ vô vấn đề hẹn hò đi. Không biết là em có thích tập gym giống như anh không ạ? Dạ em cũng rất là thích thể thao. Em chơi cũng khá khá nhiều môn ạ. Em tập aerobic, rồi tập đi bộ, rồi leo núi, rồi tập yoga, tập học nhảy, học đồ nha. Nói chung là em thích nhiều hơn anh rồi đó. Anh là chỉ tập gym thì trong cái bộ môn gym thì nó rất là nhiều động tác cũng như là nhiều bộ phận trên cơ thể phải tập. Yeah. Nhưng mà cái tập yoga của em cũng là rất là tốt cho sức khỏe. Yeah. Nếu mà anh với em có tình cảm sau một thời gian tìm hiểu mà có tình cảm thay tiến xa với nhau, thì không biết khi nào em đồng ý để đám cưới với anh. Em nghĩ là tùy theo tình cảm của hai đứa thôi. Ví dụ như là hai người hiểu nhau tới đâu, có nghĩa là mình phải có một cái suy nghĩ là chín chắn và trưởng thành, chứ không phải là cứ mình vội vàng hay là bị người này hội quá, người kia hội quá. Em mong muốn là giống như là hai đứa chủ động là tìm hiểu nhau. Rồi, hỏi nhau về việc kinh tế gia đình đó, ai giữ tiền, mình trao đổi quan điểm với nhau đi. Ý em sao anh? Nếu như mà lập gia đình thì vấn đề tài chính thì anh cũng không
không có quan trọng vấn đề là ai giữ tiền. Ví dụ như em có thể giữ tiền tốt hơn anh thì anh sẽ sẵn sàng làm đầu tháng cuối tháng gửi tiền hết cho em. Nên khi nào mà anh hết tiền anh cứ xin em thôi. Thôi em cũng thích như vậy, lắm đâu em giữ tiền cũng không có được tốt á, mà em muốn là người đàn ông cũng chủ động về tài chính hơn. Nói chung là cứ một tháng em đưa em nhiêu đó để mà trang trải cuộc sống thôi. Còn mình cũng cần phải chủ động hơn trong công việc, trong cuộc sống, thì tất nhiên là cái phần tài chính thì mình nắm giữ thì vẫn tốt hơn ạ. Trời, ok liền em. Thiệt lắm luôn, gặp người này đó. Nói thiệt với em, ít người phụ nữ nào mà trả lời okay luôn, như vậy luôn. Rồi bây giờ em hãy nói một cái lời nào đó bước tới bạn gái, cầm giùm cho, sao mà rung dữ vậy. Một lời nào đó tận đáy lòng của mình, nói những cái suy nghĩ thật mà mình. Cầm hai tay, bóp chặt đó. Lại nắng nót gì đó. Từ lúc mà ngồi ở phía sau về bắt đầu chương trình thì anh cũng không biết rằng em như thế nào. Và khi mà màn sân khấu được vén lên thì anh cảm thấy là rất là bất ngờ, bởi vì anh không nghĩ rằng là em lại xinh đẹp ngoài sức tưởng tượng của anh. Trời. Nên là anh cảm thấy là rất là may mắn khi được gặp được em. Và anh cũng hy vọng rằng sau cái chương trình này anh với em có thể là tiến xa nhau hơn và có thể tiến đến gia đình một mái ấm mà anh hằng mong ước. Dạ, em cũng hy vọng như vậy ạ. Quả tròn trìa đầy đủ rồi. Rồi, thôi, ngồi xuống đi, bấm nút thôi. Hãy bấm theo nhịp đập con tim của mình. Hãy bấm đúng với suy nghĩ của mình. Hãy bấm bằng trái tim của mình nha. Một, ba, hai, ba. Đó, hai cái cạch cạch bằng nhau luôn á Linh. Nào, nắm tay nhau, chính thức chúng ta bắt đầu hẹn hò với nhau. Xin phép gì? Dạ, hôm nay lần đầu tiên con tới gặp em Lan đây thì cũng xin phép cô cho con được hôn Lan một cái. Rồi, đó, hôn đi. Dạ, lần đầu tiên tới gặp Lan cho con hôn Lan cái. Gửi tặng các bạn máy nước nóng Senton nhập khẩu Malaysia và bình nước nóng Atlantic Pháp nhập khẩu Thái Lan, bảo hành 1 đổi 1 năm đầu với tổng giá trị 7 triệu đồng. Các bạn sẽ nhận thêm một bình nước nóng Atlantic thế hệ mới khi tiến đến hôn nhân. Chương trình mong rằng là các bạn sẽ hạnh phúc, vui vẻ. Dạ, em cảm ơn chương trình ạ. Rồi, giọng Quảng Trị dễ thương quá nha. Như vậy chúng ta đã đến với hai câu chuyện hôm nay. Mỗi câu chuyện có một màu sắc khác nhau, nhưng mà rất thật quý vị. Tất cả một câu chuyện chúng tôi không có dàn dựng gì cả. Họ đến đây, họ nói bằng cả trái tim của mình. Và cuối cùng họ đã bấm nút. Chắc chắn rằng là họ đã có cùng một nhịp đập con tim với nhau. Và mong rằng nhịp đập đó nó sẽ hòa nhau suốt cả cuộc đời này. Cảm ơn nhãn hàng Mắc He, chuyên uống mọc tóc, ngăn ngừa rụng tóc đã tài trợ thực hiện chương trình. Sản phẩm có mặt trên thị trường 10 năm qua, Mắc He cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không mọc tóc sau 3 tháng sử dụng. Mời các bạn xem bạn muốn hẹn hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem bạn muốn hẹn hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao, mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Còn bây giờ thì Hồng Vân và Quỳ Linh xin hẹn gặp lại vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào tạm biệt.